8 cách để giúp con tập trung khi học bài. Thứ tư là tránh xa các thiết bị điện tử. Việc sử dụng các thiết bị điện tử trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến đôi mắt và não bộ của con, khiến con kém tập trung và làm cho con quên mất rằng là mình cần phải học bài. Vì vậy, cha mẹ chỉ cho con sử dụng các thiết bị điện tử khi cần thiết và hãy quy định cái thời gian sử dụng các cái thiết bị điện tử nhé.